Hello, lớp Ly Sài Gòn xin chào anh chị và các bạn nha. Lớp Ly bây giờ đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng anh chị. Đường Đinh Tiên Hoàng nha. Thì khi xưa có tên là đường Lê Văn Duyệt. Lê Văn Duyệt này là bên Gia Định nha anh chị. Còn một đường Lê Văn Duyệt ở bên quận 3 là Cách Mạng Tháng 8 đó, ngày nay đó. Còn đây là khu vực Lê Văn Duyệt, Đinh Tiên Hoàng. Bây giờ thì nó thuộc quận Bình Thạnh anh chị ạ. Đó, và nơi mà có cái khu vực Lăng Ông, chợ Bà Triệu đó. Thì bây giờ lớp Ly đang đi cái hướng này lên cầu Bông. Và đang đi tham quan Sài Gòn mình vào buổi tối. Gửi cái video cho anh chị cuộc sống Sài Gòn, người dân Sài Gòn vào buổi tối có nhiều địa, có nhiều cái thú vị lắm anh chị, và rất là nhộn nhịp. Thì Sài Gòn mình khác với lại những cái tỉnh khác, đa số là người ta sống về đêm đó. Và đây là con đường Lê Văn Duyệt khi xưa đây anh chị, Đinh Tiên Hoàng ngày nay thuộc Gia Định nha. Chà, vừa mới né chiếc xe, chắc là chị ấy cũng không sao. Lớp Ly đang có chở bà xã đi công chuyện nữa, cho nên là chắc mình chạy qua luôn. Bây giờ đi ra đường cũng hơi nguy hiểm, thành ra là chạy cũng cẩn thận. Thì quay cái đoạn video ngắn ngắn như vậy về đường phố Sài Gòn ban đêm để chia sẻ cho anh chị. Và chúng ta đang đi lên hướng cầu Bông để qua khu vực đường Hiền Vương, Hiền Vương quận 6 ngày nay đó anh chị. Và Sài Gòn mình mùa này cũng bắt đầu vô mùa mưa, chiều tối rồi cũng hay mưa lắm. Hôm nay thì có khá hơn, thời tiết mát mẻ, không có mưa. Đây là khu vực cầu Bông anh chị. Đó, chúng ta nhìn qua bên mé tay phải thì là xóm Vạn Trài khi xưa, khu vực Tân Định đó. Và đây là kênh Như Lộc Thị Nghè ngày nay anh chị. Tối thì có lẽ là cái video nó hơi khó xem chút xíu, anh chị có thể thông cảm cho lớp Ly nha. Và ngay chỗ cái góc này thì chúng ta thấy là bên tay trái lớp Ly có tiệm may Thanh Châu, rất là nổi tiếng lâu đời rồi. Bên phải thì có cái tiệm vịt quay Huỳnh Ký đây anh chị. Và hướng này chúng ta sẽ quẹo vào Tân Định, đường Trần Quang Khải đây, vào rạp Văn Hoa đó, rồi trường Văn Hiến khi xưa đó. Và chúng ta đang đi qua cái hướng này là sẽ có rạp Casino Đa Cao đây. Khi xưa đã có một cái video mà lớp Ly có chia sẻ cho anh chị rồi đó. Ngày nay nó là cái I Love Game này anh chị. Rồi, chúng ta ngó bên tay trái thì sẽ là đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc Đa Cao, có rạp Assam, mì cây nhạn mà xưa lắm rồi, ngày nay thì người ta đã dẹp lâu lắm rồi. Và lớp Ly đang chạy vào cái hướng con đường Hiền Vương, ngày nay là đường Võ Thị Sáu. Buổi tối trên con đường này thì người ta lại không có để đèn đường anh chị nha, nó hơi tối chút xíu. Con đường một chiều này thì ngày nay rất là đông đúc và thường hay kẹt xe lắm anh chị. Cái đoạn ngay công viên Lê Văn Tám bên mé tay trái của lớp Ly đây đó, ngày xưa nó là cái nghĩa trang Mạc Định Chi đó. Đây chúng ta có con đường Lý Văn Phúc nằm bên mé tay phải của lớp Ly. Gửi tới anh chị cái đoạn video ngắn này ha. Chúng ta nhìn ngắm đường phố. Nếu mà nói về Sài Gòn mình thì lớp Ly rất là thích ban đêm. Nó nhộn nhịp theo một cái cách riêng của nó anh chị. Không có quá là nóng lực rồi khói bụi như ban ngày. Đó, chúng ta vẫn có một cái khoảng thời gian vào buổi tối rất là bình yên. Bên mé tay trái của lớp Ly là công viên Lê Văn Tám đây anh chị. Thì
Phía trước chúng ta sẽ là cái ngã tư con đường Hai Bà Trưng. Quẹo bên tay phải thì chúng ta sẽ đi về phía Tân Định, chợ Tân Định, lên cầu Kiệu. Còn quẹo bên tay trái chúng ta sẽ đi xuống khu vực công trường Mê Linh, bến Bạch Đằng ha. Đó, khu vực này, ngay cái vị trí này thì ban ngày thường hay kẹt xe. Đó anh chị, Sài Gòn mình về đêm rất là thú vị và đẹp ha. Và chúng ta cùng đi rong ruổi qua những con đường, những căn nhà, chúng ta ôn lại kỷ niệm thôi. Một thời các anh chị đã từng sinh sống ở đây, thì bây giờ nếu lâu lắm anh chị không về thì khó nhận ra lắm. Trời gió rất là mát, mà không biết thì cái âm thanh nó có bị ảnh hưởng, nó có bị ồ ồ hay không, đến đây còn không biết nữa. Chúng ta bên tay trái chúng ta có con đường Phạm Ngọc Thạch đó anh chị, xưa kia nó là đường Duy Tân. Chúng ta đi ra phía hồ Con Rùa và nhà thờ Đức Bà ha. Ở khu vực bên quận Nhất này thì những cái con đường như vậy thì nó rất là có ít quán ăn, quán ăn quán nhậu. Đó, cho nên là nó cũng không có có nhộn nhịp bằng. Đó, chủ yếu là xe lưu thông thôi anh chị. Chúng ta đang đi tới phía trước con đường Baxter nha. Đó. Lovely thường xuyên nói những cái địa điểm về những cái ngã tư để anh chị rất là dễ hình dung khi mà Lovely nói những cái ngã tư. Sài Gòn mình có rất nhiều ngã tư kỷ niệm đúng không anh chị? Ví dụ như ngã tư đường Chi Lăng và Võ Duy Nguy, lần này là ngã tư Phú Nhuận, xưa kia thì là Chi Lăng với Võ Duy Nguy đó anh chị. Đó, rồi ngã tư Bảy Hiền, đó, những cái ngã tư, những cái ngã ba chứa rất là nhiều kỷ niệm. Đây là cái ngã tư giữa đường Công Lý, Công Lý và đường Hiền Vương. Đó. Rồi, có những khu vực ở Sài Gòn mình nhiều khi hoạt động tới sáng luôn anh chị. Ví dụ ở Sài Gòn mình Lovely thấy có cà phê thức nè, là từ tối cho tới sáng sớm luôn, nói chung là 24/24. Rồi một số quán nhậu dọc theo các tuyến đường đó, người ta cũng thức rất là khuya, hầu như hoạt động về đêm là chính luôn á. Đó. Đi dọc đường, những cái tuyến đường này về đêm Sài Gòn thì Lovely lại nhớ tới cái bài Phố Đêm. Phố Đêm đèn mờ văng văng gì đó anh chị, một bài hát cũng rất là nhiều kỷ niệm ha. Đây là con đường Trần Quốc Thảo đây anh chị, xưa kia nó là Trương Minh Dạng. Đó, những cái con đường mang nhiều dấu ấn kỷ niệm với anh chị thì có lẽ đã một trời thương nhớ nha. Lovely thì mới sau này thôi, thành ra là nhiều khi nó cũng không có nhiều kỷ niệm bằng anh chị ha. Con đường này có rất là nhiều cây, con đường Hiền Vương đó, và Lovely đang đi cái lộ trình từ Bình Thạnh đi qua quận Nhất, trên con đường Hiền Vương nha anh chị. Lovely đang chạy qua ngã tư con đường Trương Định, xưa kia thì nó là đường Trương Công Định và Đoàn Thị Điểm đó anh chị. Ngày nay thì nó nối liền với nhau gọi là đường Trương Định. Phía trước thì chúng ta sẽ quẹo trái qua con đường vào huyện Thanh Quan nha. Con đường có rất là nhiều lá me, buổi tối thì cũng có khá là nhiều cái quán ăn uống trên con đường vào huyện Thanh Quan, nhưng mà ở đó thì giá cả đồ nó cũng khá là mắc, nó không được bình dân. Đó, những nơi nào mà bình dân thì anh chị sẽ thấy nó đông đúc hơn, tại vì Sài Gòn mình là người thu nhập và trung bình bây giờ cũng khá là nhiều ạ. Đó. Lovely sẽ quẹo bên tay trái chút xíu.
để chúng ta đi qua cái con đường Bà Huyện Thanh Quan đó, một trong những cái con đường mà lớp đi thấy là có rất là nhiều đèn xanh đèn đỏ. Đây, đây là con đường Tú Xương đó, con đường rất là nhiều cái biệt thự. Ở trên con đường Bảo Huyện Thanh Quan này ấy, thì nó có rất là nhiều cái kiến trúc cổ xưa, giống như là bệnh viện mắt nè, bệnh viện mắt, rồi còn một số cái trường giống như trường Đại học Sài Gòn rồi ngày nay như những cái chi nhánh đó, nhưng mà nó rất là cổ rồi. Phía trước anh chị là đi là đại lộ Phan Thanh Giản khi xưa này, ngày nay nó là Điện Biên Phủ đó. Chúng ta quẹo bên tay phải, chúng ta sẽ đi xuống khu vực Lý Thái Tổ, nhưng mà ngày nay nó đường một chiều nha anh chị, chúng ta chỉ đi quẹo bên tay trái được thôi, chúng ta ra Hàng Xanh. Rồi chúng ta băng qua ngã tư này. Đây, có bên mé tay phải của lớp Ly có một cái quán cũng khá là đông. Quán ăn này cũng khá là nổi tiếng, và đây là chùa, như là chùa Xá Lợi hay chùa gì đây nè, chùa Phật Học Xá Lợi anh chị. Chắc là anh chị ngày xưa cũng có biết nhiều về cái ngôi chùa này rồi ha. Chúng ta đi thẳng tới đường Hồng Thập Tự nha anh chị. Ngày nay nó là Nguyễn Thị Minh Khai đó. Đây là đường Hồ Xuân Hương, chúng ta qua ngã tư đường Hồ Xuân Hương. Đây là khu vực ở con đường Nguyễn Đình Chiểu, xưa kia nó là đường Phan Đình Phùng anh chị. Và quẹo bên tay phải này chúng ta sẽ đi ra phía đường Lý Thái Tổ, cái nhà khách, nhà khách lớn lớn ngay chỗ công viên đại lộ Nguyễn Hoàng với lại Hùng Vương đó anh chị. Nhìn đứng đây nhìn thì anh chị sẽ thấy bệnh viện Từ Dũ, đi thẳng luôn chúng ta sẽ ra bệnh viện Từ Dũ. Sao bé? Đây, bên này có rất là nhiều quán ăn nè. Nếu mà vào khuya chút xíu, tầm 11, 12 giờ nữa, anh chị thấy đường phố Sài Gòn mình nó vắng lắm. Hình như là người ta bớt chạy ngoài đường lại, ta tập trung vào các cái quán rồi karaoke đồ sinh hoạt. Giờ đó mà đi thì rất là thoáng mát. Có điều Sài Gòn mình mà đi đêm khuya thì hơi nguy hiểm chút xíu anh chị, nhiều khi hay bị cướp giật. Ở đây chúng ta quẹo bên tay phải nha, chúng ta đi đối diện chúng ta là công viên Tao Đàn đó anh chị. Đây là khu vực đường Hồng Thập Tự anh chị ơi. Ngày xưa là Hồng Thập Tự, ngày nay nó là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chúng ta đang đi tới ngay giao lộ giữa Lê Văn Duyệt đây anh chị. Đó, Lovely sẽ băng qua cái con đường Lê Văn Duyệt này nha, để đi qua cái hướng là 6 Cộng Hòa. Con đường này có rất là nhiều cái cây rất là to luôn á, mát lắm, ban ngày chạy đường này cực kỳ mát luôn anh chị. Và chúng ta đi hướng này, nằm bên tay trái sẽ là bệnh viện Từ Dũ nha. Lúc nãy lớp đi sorry khúc cái lớp đi đứng trên Bảo Viện Thanh Quan.
bị nhầm là nhìn ra không phải là bệnh viện Từ Dũ mà là nhìn ra công viên Tao Đàn. Con đường có lá me bay. Bây giờ thì lúc này cũng khoảng tầm 8 giờ anh chị, 8 giờ 8 giờ hơn rồi đó. Đó, và Lovely đang đi trên con đường huyện thị Minh Khai, xưa kia nó là Hồng Thập Tự. Ở hướng này chúng ta sẽ ra ngã 6 Cộng Hòa. Bây giờ thì ban đêm thì anh chị cũng khó nhìn thấy được những cái căn nhà, những cái con hẻm mang nhiều kỷ niệm khi xưa, mang những cái kiến trúc cổ xưa anh chị đó. Ban ngày thì chúng ta dễ thấy hơn, ban đêm thì tối rồi. Nhưng mà Lovely muốn quay cho anh chị thấy cái cảnh sinh hoạt của Sài Gòn, của người dân Sài Gòn vào ban đêm cũng khá là thú vị. Mà hôm nay không biết làm sao mà người ta cúp hết đèn đường, không có mở nhiều, thành ra nó thấy nó không có sáng lắm, tắt hơi bị nhiều á. Đây, bên mé tay trái của Lovely đây đang là bệnh viện Từ Dũ nha. Đó, cũng rất là nhiều kỷ niệm với lại anh chị. Bây giờ bệnh viện Từ Dũ thì người ta xây thêm những cái phòng mới rất là đẹp. Nó có thêm một cái nhánh mới nữa rồi anh chị, cũng gần đây luôn, sát bên luôn. Đó, và phía trước chúng ta đang là con đường Cao Thắng, bên tay trái thì sẽ là Cống Quỳnh. Đi ra phía khu vực chợ Thái Bình, rồi để khám khu Tây Ba Lô đó anh chị. Rồi bên tay phải sẽ là đường Cao Thắng, chúng ta sẽ đi ra đại lộ Trần Quốc Toản khi xưa, ngày nay đó là 3 tháng 2. Rồi như vậy đó thì kết thúc cái video nha anh chị, chia sẻ một chút xíu cái hình ảnh Sài Gòn, dân Sài Gòn mình vào ban đêm. Lớp đi xe máy cho nên là không có đi chậm để chia sẻ những cái hình ảnh dãy phố, những căn nhà nhiều được. Vì tối quá anh chị cũng không thấy được hai bên đường ha. Nhưng mà những cái hình ảnh về đường phố Sài Gòn ban đêm thì nó luôn mang tới cho chúng ta rất là nhiều cái điều thú vị. Rồi cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị ở những cái video sau nha. Và anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Lovely Sài Gòn nha anh chị.